Quay trở lại với kênh Nguyễn Tranh Vlog. Hôm nay là buổi chiều mình với mấy anh em đi câu cá ở cống Vòng Vòng nha mọi người. Mọi người tiếp tục theo dõi video nha. Mấy anh em đang chuẩn bị mồi để quăng câu nè mọi người. Hết dịch Covid là mấy anh em mở cái khẩu trang ra cho khán giả mà coi rồi. Biết cái chuông nó tác dụng đó giờ mình mới đi câu đầu tiên luôn mọi người. Con ghê ta, xa dữ vậy ta. Rồi rồi sao biết? Sao biết nó dính mày? Chiều rất là mát mọi người ơi. Cái mày là nóng à. Cống Vòng Vòng này mà chảy ra sông cái thì gọi là sông Mekong nha mọi người. Giờ ngồi chờ thời thôi, chừng nào nó ăn câu biết, chừng nào nó ăn câu đây nữa. Thời á. Lời của ai quá ta, ai quá tay ta. Ủa sao không cộng vô nhiều cây á? Chào con Đông Mãn cái đại. Đại. Chào con Đông Mãn coi. Thanh niên này. Thanh niên gì? Bắt cỡ khỉ gì? Lâu dữ lắm mới thấy là cái lá sông lá này. Chuẩn bị đi ghe. Có được phao không mày? Có phao hả? Đây, dụng cụ câu cá này nha mọi người. Không, không. Gặp chị giới thiệu cho bà con không biết coi. Để thấy cái này nó gì vậy? Giới thiệu coi. Cái gì? Này là cái gì vậy? Này là cái gì? Chị cái gì hủ nữa. Cái đó hổi nữa. Có gì con cá đâu không biết. Là gì? Lưỡi. Lưỡi thì mình có nhiều lưỡi quá vậy. Lưỡi nghe các bạn. Lưỡi sao quá nhiều. Đó giờ mình mới đi công không biết. Bất ngờ lắm. Coi nó móc hồi nè các bạn. Thank you.
ra chợ câu dắt cú các bạn ơi, ra chợ câu câu dắt cú một tình trời canh nó nói vậy. Bà ông nội giật cá mộng ấy, lộn giật cá mình chết bà, mắc cá sấu rồi các bạn ơi, mắc cá sấu rồi cha, là cá sấu rồi các bạn ơi. Cái sấu lâu năm rồi, dính với cái sấu lâu năm rồi mọi ơi. Vậy cha rồi. Dính cái ghe con kia. Thời gian chờ đợi cá nó cắn câu, giờ mình là để mình quay review với cống nha cho các bạn xem các bạn. Sau hơn một giờ câu cá chứ không có con cá nào các bạn ơi. Giờ chúng tôi quyết định đi về ra chợ câu cho các cú rồi mọi người ơi.
Nếu thích video nhớ like subscribe ủng hộ kênh nha mọi người. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.